Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tam Đảo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2016. Tam Dương triển khai kế hoạch tiêm phòng phun thuốc khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2016. Hiệu quả từ chăn nuôi lợn và chế biến thức ăn theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện Tam Đảo vừa tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2016, kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2016. Với phương châm phòng bệnh là chính, phát hiện dịch sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Năm 2016, toàn huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong hai đợt chính. Phấn đấu tiêm phòng đạt 80% trở lên. Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện nhận định, tình hình dịch bệnh trong thời gian tới diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các nơi vùng nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, các địa bàn xung quanh chợ buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc. Nguy cơ các bệnh truyền nhiễm là rất cao. Vì vậy, các đơn vị địa phương, đặc biệt là các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh. Các ngành chức năng quản lý chặt chẽ tình trạng vận chuyển gia súc gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm vào huyện, đẩy mạnh theo dõi giám sát các dịch bệnh lây truyền từ gia súc gia cầm sang người, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Các xã thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng dịch lây lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương vừa triển khai kế hoạch diệt chuột và tiêm phòng gia súc gia cầm, phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2016. Theo kế hoạch, để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra trên đàn gia súc gia cầm, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm, nguy cơ ở gia súc gia cầm tái phát hoặc lây lan từ bên ngoài vào địa bàn huyện. Huyện Tam Dương đã triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2016 trên phạm vi toàn huyện theo đúng thời gian quy định. Để đợt tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc đạt hiệu quả cao, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kế hoạch tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch diệt chuột bảo vệ vụ đông xuân năm 2016. Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Tam Đảo vừa tổ chức tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hưởng ứng tháng Thanh niên 2016, Đoàn Thanh niên ngành thuế tỉnh đã vận động tấm lòng hảo tâm của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong ngành ủng hộ một phần lương nhỏ bé để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và trực tiếp trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng cho những hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Minh Quang và Hợp Châu. Đoàn cũng đã trao số tiền hỗ trợ 1,2 triệu đồng cho một hộ gặp khó khăn đột xuất ở xã Hồ Sơn. Hoạt động này góp phần động viên, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cộng đồng. Việc chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. Là đơn vị tiên phong với nhiều cách làm hay, hiệu quả từ khâu chế biến thức ăn đến quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Phát Đạt tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên đã chăn nuôi hiệu quả và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Đường xây dựng từ năm 2008, hệ thống chuồng trại chăn nuôi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát Đạt được xây kiên cố, sử dụng đệm lót sinh học, đảm bảo kỹ thuật, đồng thời trang bị hệ thống điều hòa không khí, quạt thông gió, quạt khử mùi, bể tắm, hệ thống nước uống tự động, hầm biogas xử lý chất thải 1.500 khối. Hệ thống báo nhiệt độ để tiện điều chỉnh theo thời tiết được bố trí rất khoa học. Tất cả đều được xây dựng khép kín nên vận hành rất thuận lợi, hiệu quả. Với phương pháp chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường, nhờ hệ thống xử lý chất thải bằng hệ thống máy xử lý chất thải bằng công nghệ ép tách phân, so với các mô hình chăn nuôi khác trên địa bàn huyện thì mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát Đạt thân thiện với môi trường hơn. Hiện nay đàn lợn của công ty Phát Đạt được nuôi theo công nghệ an toàn sinh học với phương pháp tự chế biến thức ăn. Theo đó, các loại nguyên liệu như ngô, đỗ, cám gạo,
được công ty tự chế biến và pha trộn nên không chỉ lớn nhanh, chất lượng thịt tốt mà còn tạo ra một thương hiệu lợn sạch. Hơn nữa, so với cám ăn thẳng thì chăn nuôi lợn bằng thức ăn tự chế biến có giá thành thấp hơn khoảng 1.000 đồng 1 kg. Nên chăn nuôi theo hình thức này cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với chăn nuôi theo phương pháp thông thường. Hiện nay trang trại đang thực hiện chương trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Khâu chế biến thức ăn thì tận dụng những cái thức ăn trong chăn nuôi như cám, gạo, khô đậu là một số phụ phẩm khác. Cái ưu điểm thức ăn cái trộn này thì mình sẽ giảm giá thành hơn và con lợn nó ăn vào thì nó sẽ đảm bảo cái chất lượng thịt hơn. Hiện nay công ty Phát Đạt đang nuôi khoảng 2.000 con lợn, trong đó có trên 500 con lợn giống, mỗi tháng từ chăn nuôi công ty thu lãi hàng trăm triệu đồng. Được biết, hiện nay trên địa bàn xã Cao Minh đang có 4 mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tạo thành chuỗi liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình chăn nuôi từ khâu phòng chống dịch bệnh đến đầu ra cho sản phẩm. Thành công từ mô hình nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học đã mở ra hướng chăn nuôi mới, giúp người chăn nuôi giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, tăng cao thu nhập, tiến đến tích lũy làm giàu. Trong năm qua, huyện Tam Đảo đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Hiệu quả của phong trào góp phần tạo nền móng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Thông qua hình thức tuyên truyền, mỗi gia đình đã tự giác thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Mỗi thành viên trong gia đình ý thức được việc xây dựng gia đình văn hóa là nền tảng cốt lõi xây dựng một xã hội, một cộng đồng tốt đẹp hơn. Năm 2015, trên bàn huyện có gần 84% tổng số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Có 78 trên 104 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn văn hóa một năm, đạt 75%, tăng 7,7% so với năm 2014. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được các địa phương thực hiện tốt trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, để giảm tai nạn xã hội, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện đã đưa phong trào 3.0 áp dụng vào các khu dân cư. Đó là không tai nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không hủ tục lạc hậu. Nhờ vậy, nhiều khu dân cư không phát sinh thêm đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc. Số đề, tất cả các khu dân cư đều có tổ thu gom rác, tình hình an ninh trật tự được ổn định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, Công an huyện Lập Thạch đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch đã được xây dựng, Công an huyện đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, đẩy mạnh công tác nắm tình hình nhằm phát hiện âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để hoạt động chống phá, trong đó chú trọng quản lý hoạt động của người nước ngoài và số người có quá trình học tập, lao động, làm việc ở nước ngoài. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 thống nhất phương án, chủ động xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự trong quá trình bầu cử. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, nắm chắc số đối tượng trọng điểm để có đối sách kịp thời, ngăn chặn các hoạt động phức tạp về an ninh chính trị, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế xuất nhập cảnh, không khai báo tạm trú. Công an huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch số 261 ngày 28 tháng 2 năm 2016 của Công an huyện về tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung một số công tác trọng tâm sau: tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, tỉnh và của huyện về công tác bầu cử. Tiếp là khảo sát, đánh giá tình hình, xác định địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hoạt động của các loại đối tượng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng phát tán tài liệu, gửi tin nhắn có nội dung xấu, chia rẽ nội bộ, hạ uy tín sự dự kiến tham gia ứng cử, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Hiện lực lượng công an các xã, thị trấn cũng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình trong dư luận quần chúng nhân dân để những vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử và tăng cường tuần tra nhằm phát hiện tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung xấu để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Đề xuất huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
tăng cường công tác kiểm tra quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra vũ trang và tuần tra kiểm soát giao thông ở những địa bàn trọng điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử. Bên cạnh đó, công an huyện Lập Thạch cũng tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, trật tự công cộng, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý nhà trọ, khách sạn, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn thực hiện các quy định về công tác phòng chống cháy nổ. Hàng ngày, công an huyện thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo của công an tỉnh và huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phần cuối chương trình thời sự cấp huyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vườn lan của chị Nguyễn Thị Hương Nhân, thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch. Vườn lan của gia đình chị Nhân được đầu tư từ tháng 10 năm 2015. Với vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng, vừa làm giàn, vừa mua cây giống, hiện nay khu vườn nhỏ của anh chị đã có 15 đến 16 loài lan. Trong đó có nhiều giống quý hiếm như lan trầm tím, hoàng thảo vôi, đăng châu, trà nhận, quế, tam bảo thất. Theo chị Nhân, phong lan là giống cây hoang dã của thiên nhiên. Khi mang lan vào môi trường sống của con người, môi trường sống không tối ưu. Vì vậy, để cây phong lan xanh tốt, cần có sự chăm sóc tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tuy mới chỉ chơi lan được nửa năm nay, nhưng dưới bàn tay chăm sóc, yêu thương của vợ chồng chị Nhân, mà mỗi giò lan đều đang hé lên những mầm sống. Trong đó, có những giò lan đang đơm hoa thơm ngát. Trong thời gian tới, anh chị tiếp tục tìm hiểu và đầu tư thêm nhiều giống lan mới cho khu vườn thêm phong phú. Bởi anh chị muốn góp công sức vào việc chăm sóc và bảo tồn nhiều giống lan đang có nguy cơ biến mất hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.